Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Aerod đến từ Startup Apps. Để tham gia dự án Aerod này thì mọi người vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram của cho mình nhé. Dự án này đã list ở trên sàn Hotbit mọi người nhé. Sau khi vào đây bấm bắt đầu. Tiếp theo bấm nhập mã cấp ra đây. Sai mà gấp ra. Ok. Rồi. Ra vào kênh Telegram này. Bấm tham gia kênh. Sau đó quay trở lại. Tiếp tục vào kênh channel tiếp tục. Đã rồi. Rồi follow, like, retweet là kênh liên kết, kênh Twitter này. Bấm theo dõi này. Sau đó kéo xuống dưới bài đăng, tìm đến bài đăng của dự án. Đây bài đăng này, bấm thích này, retweet là bài đăng. Ok. Quay trở lại Aerod. Ở đây bấm submit data cho mình nhé. Ở đây bấm đôn. Mở Twitter lên. Ở đây một copy profile lên kênh Twitter của mọi người, sau đó gửi vào cho mình nhé. Địa chỉ ví mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask nhé. Sao chép địa chỉ ví cho mình rồi. Sau đó quay trở lại Aerod. Gửi địa chỉ ví vào đây. Ok. Ở đây bấm confirm. Bấm Binance cho dư. Với dự án này thì mọi người sẽ có là nhận được 20 token Stata tương đương cả 17,4 đô và 3.000 người may mắn sẽ nhận được token nhé. Ở đây mọi người sẽ có một cái link để mọi người chia sẻ bạn bè người thân. Cảm ơn mọi người đã xem video, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.